Em xin chào mấy anh nha. Nay đi vô coi cái bộ cẩm mà năm ngoái quay tẩy rút mủ mấy anh, tẩy đen á. Coi coi nay làm xong chưa nha. Coi làm tới đâu rồi. Ở đây thì coi coi được bốn cái ghế đơn, thành bên kia hai cái đôn nữa kìa. Hai cái đôn hộp. Cái này là được 4 2 6. Chưa có ghế dài ở đây mấy anh. Ở đây chật quá, hình như không đem ra hay sao. Làm xong này xịt bóng xong mới đem đó ra xịt bóng hay sao. Còn cái ghế dài với cái bàn với hai cái đôn con nữa mấy anh. Thì bộ này là bộ 10. Bộ cẩm Campuchia, bộ 10. Cộng 16 nè, tay 16 nè. Tay 16 đục nghê lân sư vậy nè, em không rảnh con này. Biết là vậy thôi. Mặt này không có lọng khung chanh. Nhưng mà mặt này cũng ghép. Ghép hai miếng gỗ, ba miếng gỗ gì lại nhau, hai miếng. Em coi coi. Ba miếng mà. Mặt ghép 3 miếng. Đó. Đây nè, em đang làm cái gì nè. Quay sơ mấy bộ cẩm, quay sơ bộ cẩm cho anh coi ha. Con veo đồ chơi. Cẩm cam nha mấy anh. Không phải cẩm nhập đâu. Clip trước em có nói nó tầm 400-500 triệu, mấy anh kia không tin. Giờ kiếm khó lắm á mấy anh. Kiếm cây đóng bộ này cũng khó lắm á. Có tiền là có à, nhưng mà nó mắc. Kiếm cũng khó. Này tẩy xong lót nước máy rồi. Đang lót này lót nước tới nước máy rồi em. Nước 4 hả? Đang làm gì vậy? Đang tới công đoạn chét bột mấy cái lỗ với mấy cái vết bị ấy bị lỗi bên này. Ngày mai chắc sơn bóng rồi hả? À mai sơn bóng rồi quay cho mấy anh coi luôn. Đây nè, em quay hoàn thiện. Quay cho anh coi ha, phần của nó nè. Chất gỗ cẩm này thì nó khá tốt lắm nè, nó tốt hơn cẩm nhập nhiều. Chiếc bột có mấy anh kêu sao giác quá mà cũng là tại vì giờ kiếm nạc hết thì nó đội giá dữ lắm, làm không nổi đâu. Mà với lại trong vùng của em á, trong miền Nam của em á, có chỗ em á thì có nhiều người cũng thích giác, nhiều người thích nạc, 100% người cũng thích có nửa giác nửa nạc. Đó là em cũng không biết đường nào mò, cái đó là tùy chủ nhà họ thích thôi. Cây này thì họ mua lâu rồi, giờ họ mới đóng, xây nhà xong họ mới đóng. Cái nhà này nè, cái nhà này lúc em hay quay mấy clip phun bóng phun mờ rồi nè. Anh thợ gấp sớm anh nhận, bộ này anh nhận luôn. Đây là bốn cái ghế nè. Bên này ông anh cũng đang xả ra để tí chét bột hay gì nè. Mình quay cái đồn cho mấy anh coi nè. Đó, vừng veo á. Mặt đồn này ghép hai tấm. Đây, đường ghép. Đây. Đó mấy anh thấy chỗ này không? Ở trong này lại thích kiểu này nè, vừa giác vừa có vậy nè, nó lại đẹp nè, người ta thích vậy đó. Với lại cũng tùy thuộc cái túi tiền nữa. Cái bộ này giờ tầm 400-500 rồi, mấy anh bỏ hết giác thì biết bao nhiêu cây, khó lắm. À sẵn hôm qua nhờ anh em kêu nó hướng dẫn cách pha bột chét cổ cẩm sao cho mấy anh coi ha, cho mấy anh tham khảo luôn. Rồi giờ em nhờ nó hướng dẫn cho mấy anh nào chưa biết nha, chưa biết nha, anh nào rành quá pha đẹp quá giống màu quá thì thôi, đừng có chửi nghe em làm gì. Cái này em lấy lót ra bỏ miếng xăng hả? Lấy lót ra bỏ miếng xăng nha. Anh em nào chưa biết coi mấy này nó học thêm kinh nghiệm mấy anh ơi. Mấy cái này nó cũng khá hay. Cái này bột màu đỏ nè, cái bột màu đen nè. Bột đất hay bột đá vậy không có biết. Nói chung là em biết là bột màu thôi. Còn chỉ có người sản xuất ra họ mới biết thôi. Còn này là bột đá nè. Là bỏ đỏ, đen, vàng vô hả? Rồi bỏ bột đá vô. Đến khi nào mới được? Mình trộn đá lên cho nó, nếu mà ngó màu cây á, màu này giống giống là được rồi. Dạ.
Cái này hồi lúc mà em học nghề bao lâu rồi tí, anh quên rồi. Năm rưỡi ạ. Năm rưỡi hả? Thì lúc mà em học nghề năm rưỡi thì đến bao lâu mới được mấy chỉ pha cái này? Do mình nữa thôi. Biết rồi. Một cây mình lên nó cái mắt mình lên chứ. Giờ như bột thì nó vầy ra để mình trộn vậy thôi. Biết màu thì em nhắm. Và thời gian đó là em hết mấy tháng thì em mới... Lúc đó ai chỉ em này? Đó, anh Kỳ ạ. Anh Kỳ hả? Đó anh Thợ Sơn chỉ. Quan nhỏ nó có chỉ không? Có chị ha, là mấy tháng là biết hoa rồi gì, nói chung là anh em cũng chỉ nghề tận tình gì. Dạ. Đó, anh em trên này cũng hướng dẫn anh em tận tình lắm mấy anh, đâu giấu nghề, có gì chỉ hết à. Nhưng mà em phun bóng được chưa? Phun được rồi, mà em phun được nhưng mà thôi. Cũng không dám giao phun đúng không? Dạ. Rồi vậy là được chưa, màu vậy được chưa? Được rồi. Đó, đâu anh mượn rồi. Nè mấy anh, pha thêm bộ cẩm này nè mấy anh. Tối quá ta. Nè. Pha thêm màu này nè mấy anh. Đó, như là màu này. Anh thấy rõ không? Đây. Hơi đỏ đỏ vàng vàng nè, quay vô đây nè. Đó, nó chét lên thôi. Chét lên bao lâu mới xả được kìa? 10 phút á. 10 phút này. Cái khô một này. Em phun bóng được rồi gì? À, phun bóng được là được bình thường à, nhưng mà mấy bộ này không, thợ không có dám giao cho mấy anh em phụ sơn đâu mấy anh. Mấy bộ này thấy vậy chứ cũng cực, cũng khó sơn nên là, với lại do chủ nhà nữa. Chủ nhà họ cũng sợ, họ muốn là thợ chính sơn thôi. Cho nó chất lượng thôi. Chắc mai ông thợ cấp sớm và ông sơn bộ này. À, mai em quay bóng, chiều nay em rảnh em đi quay cái cửa hàng chiên tượng đài nữa, tranh ảnh rồi cho mấy anh coi chơi. Coi có món nào vip vip không. Chỗ nào lỗ là chết hết hả? Chét xong đợi khô xả ra. KB này mai bù không? KB này cột này. Bộ này không có bùa giác nha mấy anh, không có tạo vân giác gì hết á, giác để nguyên. Nghe chủ nhà nói vậy đó, với lại màu đồ cũng để nguyên cây luôn, không cần dặm màu hết. Cho tùm lum màu luôn, vàng, trắng, đỏ thì từ lưa luôn. Chứ không chơi màu. Rồi ok, khi nào để qua cái đôn kia sáng sáng á, em quay cho mấy anh coi rõ hơn. Rồi giờ tiếp tục chét bột cái đôn nha mấy anh. Mấy ghế kia chét hết rồi, giờ còn cái này thôi, cái đôn hộp này thôi là xong rồi. Cái này đôn trà đôn hộp vậy không rành nha mấy anh. Em gọi vậy thôi, em cũng không rành đâu. Rồi quay cận cảnh chét cái này cho mấy anh coi cho nó rõ. Đây, phần của nó đây. Ờ, chét bột vô mấy anh ha. Có bio chét bột rồi, tủ thờ cổ hương á mấy anh, giếng hương. Thì anh kia vô xong lấy lưỡi cưa màu xanh chét cho nó dễ. Thì đó em không biết. Anh em thợ làm sao thì em không biết. Sẵn em thấy em quay cho mấy anh coi chơi thôi. Mỗi người một cách làm mà. Là có thể là nhiều cái góc nó cũng khó chét bằng cái lưỡi cưa cứng. Cái tay thì nó cũng nhiều khi nó vô được mấy góc đó hơn. Chiếc bộ này xong thì xả ra. Rồi lót lại. Xả sạch hết ra. Xả lót kỹ ra xong rồi mình lót lại nước nữa. Là ngày mai mình phun bóng được rồi. Tính lại lót lại nước nữa là cũng 5 nước rồi chứ ha. Qua cứ ăn cứ làm nó ngủ dài dài tháng cần nó làm cứ 4 ngày việc nó nghỉ ngày, 3 ngày việc nó nghỉ ngày. Tháng làm 20 công có nghỉ 10 công trong tháng. Trước khi nó ra về nó mấy cái đường hở hở cũng chét vô luôn đúng không? Bắt
mấy góc mà thợ mộc làm hở hở cũng chét vô luôn á mấy anh, cho nó kín hết luôn. Thì cứ chét bột này thì ông nào đi xả thì ông đó cực thôi, thằng nào chét thằng đó xả. Ở trong này quy định gì không à, mấy anh em sơn ở đây quy định gì không à, thằng nào chét thằng đó xả, mày chét từ lưa ra thì mày xả cực thôi, là sợ liền à. Từ chét từ xả. Rồi ok, thì video hôm nay chủ yếu của em là thấy đi công trình chơi thôi, thấy mấy anh em đang làm bột cẩm nè, sẵn có pha bột chét đồ này kia thì quay cái cách pha bột, pha màu bột cẩm đó cho mấy anh em là chưa biết tham khảo. Rồi nếu có khi nào có đụng có làm đến thì có thể ứng dụng được thì ứng dụng theo, không thì thôi. Rồi cảm ơn mọi người nha.